Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì Ước đang có mặt tại trong thôn nơi Ước sinh ra và lớn lên. Hôm nay được bạn Xuân Hữu Đàn Thính, bạn có mời Ước vào đây để tham dự bữa cơm tổng kết lớp học đàn thính. Xin chào tất cả các bạn đến từ kênh của bạn Ước Thầy TV nhé. Hôm nay lớp của Xuân Hữu tổ chức một chương trình tổng kết rất là vui, mà cùng với Ước thì anh em lên đây thật sự như lâu rồi. Mình dạy ở đây cũng hơn tháng rồi, nhưng mà với bạn Ước thì cũng công việc bận, nó có được gặp nhau bao giờ đâu nhỉ, hình như lâu lắm rồi đấy. Hôm đi nay qua gặp nhau trên đường nhưng mà đường chưa được gặp nhau trực tiếp này, chưa được ngồi với nhau, mà hôm nay lớp cũng tổ chức anh chị em nhé, ta tự nấu nấu cơm bằng những sản phẩm ở quê hương của bạn Ước luôn. Mời bạn Ước lên thưởng thức xem các chị em lớp tớ nấu ăn có ngon không nhá. Rồi bây giờ đi vào bếp xem nha các bác nhá. Okay. Xem là tối nay có món gì. Đấy, anh Ninh thợ mộc đây, trước cùng nghề đây. Anh Ninh, thế cây trúc này là anh làm à? Ừ, anh làm mà. Đẹp đấy nhờ. Vách làm bằng trúc đây, các bác đây. Nhìn rất là đẹp. Anh Ninh giỏi phết đấy nhờ. Bình thường mà. Anh làm 5-6 công trình như vậy rồi. Thở hát khen. Nhiều thợ quá nhỉ. Thôi bây giờ đi xuống bếp xem là các chị nấu cái gì nhá các bác nhá. Các bác đang nhặt bố đây. Các bác thì bình thường là vẫn là nông dân, nhưng mà khi mà lên sân khấu là thành những diễn viên chuyên nghiệp đấy bạn. Đây tôi gọi bằng bác mà. Đấy, các bà là học viên đấy. Tính bằng bác ấy. Đấy, đây này là gỏi cá nha các bác nha. Đang rút xương. Đấy, gà nướng đây các bác đây. Nóng hồi luôn. Đây là món vịt chết đuối đấy. Vịt chết đuối. Sắp được một tí nữa. Vịt này là chỗ chị Mai, còn hầu bên là lớp mang lên. Vịt trong gia đình ấy, được nhà luôn. Chị Mai là ấy mà. Là thím. Thím à? Anh già chức cao ấy nhỉ? Thím của tớ mà. Chào đấy. Còn chị Vân này là chị dâu. Đây, chị Vân. Tớ nay là giao cho chị Vân hát một bài riêng để tặng em Ước. Đấy. Một bài. Một bài, đâu biết nhé. Đây là bếp trưởng nhá. Bếp trưởng tên là Thiến. Đây, giới thiệu với các bác, đây là chị Hà chủ quán nha, chủ quán đích thân vào bếp luôn. Làm món chung chung luộc. Món độc nhất ở cái này là làm. Chắc chị chỉ biết nấu món này thôi nhỉ? Trứng rán, bà chủ chế biến được rất nhiều món, nhưng mà món này làm giỏi nhất là su su luộc, tất cả trứng luộc. Đây là món vẩy cá chiên giòn nha các bác nha. Ra lúc nào cho nó giòn nó kêu tách 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 tách. Yeah. Đúng rồi. Cái này cho. Cái này. 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 Cái
chữ đàn chữ hát. Vâng, tối nay em sẽ cho các học viên là các bà là mỗi người tự đàn tự hát. Ai không hát được uống một chén rượu. Chờ. Rồi, cứ không hát được là một chén rượu. Chị Hà với anh Hạnh chắc cũng phải làm một bài song ca chứ. Khi nào cái thầy cái tạch như bạn nói là chín. Đây là đầu đuôi để nấu canh chua. Đây đâu canh chua thì tuyệt vời thì món đấy. Cho bán miếng tô vào chị ạ. Đặc sản của bà con Sơn Đông. Rất đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là giòn ngon. Ăn cà vào đấy các bạn. Trộn với riềng với cả vảy cá chiên giòn. Đây không phải gỏi nha, đây là nộm nha, nộm cá. Đây là món nộm hoa chuối. Nộm với cả lòng mề vịt. Vâng, vâng. Đây là món gà nướng nha các bác nha. Mời thiếm chặt nhanh thật đấy. Tốc độ chóng mặt như chặt gà. Chụp cái quạt đấy bên kia. Ngọt 6 với 3 với 3 là 6. 6 với 7 này. Đây là xôi ngũ sắc nha. Một món không thể thiếu của người Tây. Nên tổng người Tây nhé. Lót lá rong. Thơm phức luôn các bạn. Thịt lợn nướng, nướng xiên. Bắt đầu đánh cái canh vịt. Là mấy chục bát đây. Kiếm. Kiếm một hồi. Ba. Năm mươi bát rồi. Năm mươi. À, cái này thấu được cái này là thấu. Sáu ba mươi. Có này lai lại lên này thấu. Năm sáu ba mươi à? Cái này ôi đẹp chưa nhỉ? Lấy luôn nhỉ. Ôi sao lại thấp ấy rồi? À đẹp hả? Trời ơi, hơi thấp cái sao ấy. Cân nhau đấy. Làm bằng cái trúc này nhìn đẹp thật. Trúc này thảo ra đây. Tiền mất thì tật phải mang. Tiền mất thì tật phải mang. Ba chủ bảo tiền mất tật mang. Làm bằng trúc này nhìn nó đẹp thật chị ạ. Đẹp không? Đẹp luôn. Bà Đức nhìn xem cân như bà Đức rồi. Cân rồi. À đầu này lên một tí. Đầu này. Nó đang tay lên một tí. Đầu này lên đấy. Đúng rồi. Này, cho lên một tí này. Nhích cái đấy. Ôi trời sao đẹp thế nhỉ. Đấy, cân này là vuông ấy. Không kéo lại nhá. Nếu như mà nó không vuông thì phải nghiêng cái máy của mình theo. Đến ha ha lúc nào phải cười. Ha ha. Đấy, có rồi, ai đến buồn chưa chị ạ? Chưa, lúc đến thì cũng vui rồi, lúc nào cũng ha ha. Nhưng mà phải cất cái này đi chứ, ngày nay không kia cái này đâu. Đội này. Rượu em nhé. Ha ha, chắc là uống rượu say quá, cười đấy nhỉ. Cười.
Cho là mấy cái xe máy của ai thì cho nó có được một tí nha. Được chưa anh ơi? Đúng rồi. Cấm nhờ thế em bằng máy. Rồi anh cứ cho xuống thoải mái đi. Ngày mai này chị cần trang trí còn đẹp nữa, bây giờ nó chỉ là bình thường nữa. Còn làm đèn nữa chứ nhỉ, phải không chị? Còn làm đèn lồng, nhấc đèn bằng che và nữa. Đúng rồi. Đi ăn cơm loại cứ ở đây đi. Nhíu này nó nóng quá, nó không chịu được, nó cứ bảo là tổng kết sớm không nghe về chơi, chỗ này phải minh linh nhá. Chắc là muốn về thôi. Về cùng vợ hay sao ấy? Nhớ vợ rồi. Dạ, vợ cũng lâu rồi. Bạn Hiếu là bạn suốt ngày đi thế này. Đi dạy ở các tỉnh nhá. Nếu mà các bác nào mà yêu đàn tính hát then thì có thể ghé qua kênh của bạn Hiếu là Xuân Hiếu Đàn Tính để các bác nghe then free. Đúng rồi, để nghe hát then free no money. Bạn ấy đi hát then các tỉnh phía Bắc luôn, từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang. Chắc là tới này Kiến này đi vào Đà Lạt dậy đấy. Ồ, vào tận Đà Lạt cơ. Các bác xa quê hương ấy thì bây giờ bên đó thì quê hương mới có thời gian để học đàn tính. Ôi đẹp quá chị nhỉ. Đây là sao để treo lên. Cái này là thổ cẩm đấy đúng không? Thổ cẩm ở Lùng Xám. Từ dệt đây này. Dệt bằng vải lanh đấy. Cái vải này bền lắm. Chị treo hết ở vách này đi. Bây giờ chị trang trí phục vụ xong rồi làm chân nữa. Có chứ, mày phải qua lại đây nhiều nữa. Có gì. Chỉ là tổng kết thôi. Tạm thời thôi. Có chương trình chị em mình này rất hợp chứ. Đấy, tính Sơn Hiếu lấy hết cái này của bà chủ này được điện thoại cả nhà. Đúng rồi, mình đi đâu mình ngay để điện thoại ấy. Đeo vào đẹp mà. Đẹp, đây là dệt bà con dệt bằng tay nhá. Lanh lanh. Vải lanh thủ cẩm đấy. Vải lanh. Là đây ví đây. Đây này, em nhìn đấy, cái thêu tay, đây là thêu tay nhá, thêu tay mặt trong nó mới lật được như này. Đúng rồi. Tức là tất cả những cái này không bao giờ làm máy được em ạ. Cái này may thì vẫn làm máy, nhưng mà riêng những cái này này, những cái này không bao giờ làm máy được, cái lanh này thì phải dệt bằng tay rồi. Tức là cái tất cả những cái sản phẩm này là họ tự sản xuất và tự làm hết. Chứ không mua ở ngoài, chỉ có những cái ấy này thôi. Những cái nắp ấy. Cái khóa này thôi. Khóa này thôi. Còn tất cả những từ vải lanh là họ trồng á, bà con họ trồng vải lanh. Nó mới thu hoạch về xong bắt đầu mới trong vòng tuần này thôi là mọi thứ nó đã khác rồi. Vâng. Thái nộm. Thái điêu, thái hành tím trắng, thái nộm thái điêu lên. Thái như thái thịt bò. Đấy, chết canh đánh xong rồi. Này úp được nha các bác nha. Úp được luôn. Úp được luôn mà. Kiếm đánh siêu phết nhỉ? Úp được. Thử xem nào. Vẫn có. Này vàng kìa. Vịt ngô, đúng chuẩn vịt làng luôn. Vì trong làng ăn ngô là da lúc nào cũng vàng. Đặc sản của người Tây. Này Bình ơi,
Không. Đang là cho anh thêm lấy vị. Một mẹ tàu lùn này các bạn ơi. Có cả trứng vịt lộn. À trứng cút nhầm. Xin lỗi các bác. Cái này khác để ra riêng đi em ơi, tí bê sau đi. Cái đấy tí không ngủ để chết ấy. Nướng xong rồi nhỉ? Nướng con gà nướng nữa. Gà nướng, gà xào. Nhiều món đấy. Không thiếu cái gì à? Anh còn phôi cá. Măng chua nấu với đầu với đuôi cá. Đây là món cá hấp nha các bạn nhé. Vẫn để cả lá rong này luôn à? Cắt ra nó tròn rồi luôn. Cho kiểu này là nhặt à, lúc lấy ra thế nhỉ? Nghệ thuật xếp hình. Với lại cho cái lá rong này vào nó thơm thôi nhá. Nó thơm lên nó thơm. Lá hấp biển. Đây, quý vị. Cái này cho qua phát trực tiếp đi. Đấy, chào chú nhá. Ờ. Chào anh em nhá. Đây là chú. Đây lỏng lỏng nha, lỏng. Hôm về nếu mà chuẩn bị đàn xong hết rồi. Hôm đấy là tiếc thế là đấy, tối nay thì người đi làm nghề dây. Cứ dục. Có tiết mục hát then. Dục quá. Em cho bác cái cả nhiều là không biết là ông nào đứng đây hay là anh không phương hợp. Thế thì bác ngồi đây này. Bạn Hiếu thử giới thiệu xem là về cây đàn này xem nào, cho khán giả để khán giả biết xem nào. Thực ra tớ không biết gì về đàn, thực ra thì người tài thật nhưng mà chưa biết gì về đàn tính. Sắp quên rồi đúng không? Quên rồi. Xin giới thiệu với tất cả các bạn thì đây hiện tại Hiếu đang cầm một chiếc cây đàn tính của người tài, và cây đàn tính này được làm bằng quả bầu khô. Và mặt thì là bằng một loại gỗ, nếu mà để cho nó kêu và hay hơn thì dùng cây gỗ vông thì mặt nó sẽ kêu. Cây vông đấy đúng không? Cây vông, đấy. Đây là quả bầu khô, mà quả bầu khô này ở ngoài Bắc thì rất là khó trồng. Nếu mà thời tiết thuận lợi thì cứ một năm thì mới trồng được một lứa. Còn ở trong Nam thì như trong Đắk Lắk hoặc là có thể trồng được hai vụ. Là bầu trồng khó lắm. Cần thì bằng gỗ thường mực, cái gỗ là loại gỗ có vân và nhẹ này. Đấy. Còn gỗ này nó nhẹ lắm đúng không? Đây là tớ sẽ cầm xem. Nó nhẹ lắm. Ừ, nha.
nhẹ thì các chị em cầm biểu diễn nó dễ. Với lại gỗ này là nó không cong không vênh đúng không? Đúng rồi, gỗ này thì chắc chắn là không cong không vênh, khi bạn lên dây như nào đi chăng nữa thì nó cũng không bị cong. Cũng có thể làm một cái loại gỗ tư thiết cũng khác một tí, gỗ để chắc bền hơn, nhưng mà cái đấy thì dành cho con trai thôi. Đây thì đàn này thì 3 dây. Đàn tính thì bình thường nếu mà loại mình đi biểu diễn bình thường này là mấy dây? 3 dây. Đến 3 dây, 3 dây à? Có loại nào khác không? Có một số thầy cúng thì dùng đàn 2 dây. Còn một loại đặc biệt nữa là đàn tính 12 dây và 6 dây. 12 dây là xuất xứ của người Tây, là đàn tính ngày xưa là 12 dây. Bạn thử đánh thử một đoạn xem nào. Một đoạn phiêu phiêu. Hello, xin chào tất cả các bạn đang review bạn Hiếu. Đó, đây là dạo cơ bản, còn nhiều làn điệu khác nữa. Tối nay thì các bác sẽ được thưởng thức nhá, đàn tính nhá. Do các học trò của bạn Xuân Hiếu đàn tính biểu diễn. Đấy, mà các học trò của bạn Xuân Hiếu là các chị với cả các bác của mình. Các bác của bạn rất là vinh dự. Tối nay Xuân Hiếu sẽ dạy cho cả bạn Ước với Tha Phen nhá. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đấy, các bác đang bê vâm vào rồi nhá. Ê, em bỏ cái này. Bệnh viện của bác đi, cả 10 ngày ở đấy. Chỗ cái yến ở đấy. Em đi qua cái bác một chơi rồi, nhưng mà em với ông Hạng. Em biết ông Hoàng công an kia bỏ được thịt. Đây được vào. Đấy, bạn Hiếu ạ, đây là các bác của tớ ấy. Các bác hôm nay ăn mặc rất là đẹp. Đây, bạn thấy mừng không các bác sau thời gian học đàn tính mà bây giờ đàn hát được lắm. Đúng rồi. Đấy. Ôi dồi, ẩm thực. Sau này các bác có thể biểu diễn ngay tại làng. Có, tí Nam Hà Giang đấy. À, Nam Hà Giang đấy. Nam Hà Giang đấy, anh đấy. Còn ai không thôi? Ngồi ghế, ngồi xuống này anh Hữu ơi, ngồi trên này. Các bác với các chị chuẩn bị hết trang phục rồi. Không thì không cần ghế được, ngồi xuống thì các bạn. Không. Bạn Hữu tưởng là bạn vào luôn chứ? À, tớ không. Để cho các trò tự tập tự hát rồi tạo thói quen. Chị ơi, đây đây tập không 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 hai người bây giờ là đứng chiếc ghế là tam duyệt đấy, bao giờ mới bỏ này được. Tình hình như không hết các quay nhà mọi người quay có đủ hết người không? Không đủ hết đúng không? Của anh không hết mà. Chắc là ngồi căng lên một chút đi nhé. Không đủ các quay. Cứ vào đi anh. Sao mà? Sát sát vào tí, sát sát vào tí. Sát sát. Sát sát vào tí, sát sát vào tí nó mới nét. Đúng rồi, sát quán này có chơi. À. Một tí thôi, sát vào một tí thôi. Không, bây giờ nhá, bây giờ. Đâu, bây giờ đã bắt đi, quay đâu. Hoảng nhau thế này chứ. Ngồi gì? Chắc ngoài ấn thôi. Sao hai bác cũng để lại chứ. Chuẩn bị chưa? Rồi. Ừ. Rồi, tớ xin phép có ý kiến này, xin thưa tất cả các bác. Hôm nay một ngày rất đặc biệt, lớp mình sau một thời gian chị Hà kết nối với những người kết nối với cháu để có thời gian đây. Lên truyền dạy cho tất cả các bác trong thời gian qua để gìn giữ cái bản sắc của quê hương mình về những làn điệu hát then đàn tính. Thì cháu rất là vinh dự được truyền dạy cho các bác trong thời gian qua. Thì cháu cũng không biết nói hơn, trong thời gian qua thì dạy thì chắc chắn nó không tránh khỏi những sai sót,
rất là mong lớp mình sẽ bỏ qua cho thầy, và mong lớp mình sau khi kết thúc khóa này thì phải tập luyện thật nhiều với nhau, không được bỏ đàn tính, nhớ chưa? Đó, điều đặc biệt. Và trong buổi tối hôm nay khi kết quả biểu diễn là thay cho lời cảm ơn của em đến chị Hà đã kết nối để em về đây được truyền dạy cái niềm đam mê của em về hát hay đàn tính cho tất cả các bác. Mặc dù công việc mọi người cũng rất là bận, mùa màng bật gần nữa ở trong làng rất là nhiều việc, nhưng mà các bác cũng đã tạo điều kiện bớt chút thời gian công việc gia đình để đến học cái lớp này thì cháu rất là vui. Chúc cho các bác, các chị em mình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn tươi trẻ, lúc nào cũng yêu hát hèn đàn tính. Cả nhà mình cho một tràng pháo tay ha. Rất trưởng và ý kiến thay mặt tập thể lớp thì đầu tiên thì cảm ơn thầy đã chỉ dắt em để có ngày hôm nay, thì cũng học em nói gì hơn thì cũng cảm ơn thầy đã đã mời em đến ngày hôm nay đã lớp học, cũng cảm ơn nhà thì đã tạo điều kiện để cho lớp học thì có một lớp học như ngày hôm nay. Thôi cả nhà mình cho lớp trưởng lớp trưởng xúc động quá, xúc động quá. Như vậy lớp trưởng đứng ở kêu được mà vẫn giọng mà. Quy quay quả hảo cáo của chúng ta. Quay của chúng ta phát được tiếp lên. Anh đi dẫn đường dài, anh lại
thiếu rượu hay sao ấy nhỉ? Vỗ tay, vỗ tay. Cái gì nhỉ thầy nhỉ? Tiếp tục đi. Hoa nở mùa xuân. Hoa nở mùa xuân. Chị em nhà mình cứ hát thoải mái đi, hôm nay khán giả của mình đang tương đối đông lắm. Vài nghìn người thôi, rất là ít nên không phải lo. Bây giờ hát bài được, em hát to lên thoải mái đi ạ. Mạnh mẽ lên nhá. Lần này là mạnh dạn lên, mình cứ thoải mái đi. Cứ thoải mái đi. Mạnh mẽ không sợ dạn đâu. Không sợ dạn đâu. Anh cứ bảo mạnh mẽ lên, không mạnh dạn lên là sợ dạn. Không dám mạnh. Hát bài gì được? Cứ đúng đi vào trong này mà quay đi. Vâng. Mình rồi gọi công tác biệt đi. Để quê chúng em xa đời, vượt mưa non chín sông người ơi. Có đào nở rộ có mận chín đây ông anh mận ông thơm ngọt ngào. Cả bàn láng sông giữa trời mây. Dân đời người thương xa hồi tung còn năm nào anh có nhớ anh vẫn nhìn cho tiếng ngần ngơ vì lòng ơi đường tới quan dân tới bản em đường la thẳng đã xanh núi biên người tên đường con lưu hò. Hãy subscribe.
Bài này nó bạo dạn hơn một tí rồi đấy. Đúng rồi đấy, tăng dần đấy. Cảm ơn các bác, các chị em. Trong thời gian cũng rất là ngắn, nhưng mà mọi người cũng đã cố gắng hết mình để tối nay có một cái kết quả. Có thể có những cái mình vẫn còn sai sót, nhưng không sao cả. Mấy khi mà biểu diễn mình mới phát hiện ra những cái đấy, thì mình sẽ khắc phục dần dần. Đó, tới này thì các chị em là cố gắng tập luyện với nhau, lớp trưởng là lâu lâu lại tập trung mọi người đến tập nhá, giao nhiệm vụ cho lớp trưởng, lớp trưởng làm việc đấy. Bây giờ là mình đã học được rồi, đã đàn được, hát được, mình phải tập, nếu không lại bỏ là lại quên đấy, lại thầy lại mất công lại dạy lại từ đầu. Bây giờ sau chút lại đàn nè, dòng hát nè. Đấy, hôm nay biểu diễn là bắt đầu mới phát hiện ra nhiều thứ để mình cùng nhau cố gắng để cùng nhau khắc phục. Đấy, chắc là chương trình bây giờ là mình sẽ chụp ảnh lưu niệm với nhau xong bắt đầu xong rồi liên hoan đã, xong tí lại hát tiếp. Tí các học viên phải sáng tác cơ. Bà chủ dậy phát biểu rồi đấy. Chị em mình lên đây phát biểu. Cháu cấp tỉnh như cháu đâu. Nhưng mà chủ đâu, cháu đi đâu, cháu vẫn phải ghé về xăm mà. Bố hứng đâu nhỉ? Quân quân, vào đây đứng nhé. Chỉ cần thấy cái áo là không sao đâu. Quân không thấy. Không, không quần đâu. Không thấy quần đâu. Mấy nghe vào đi. Chỉ cần cái áo thôi mà. Mặt thôi. Huy đưa máy cho Tùng hai tay hay xuống. Cái cứ khắc chuyển này cho. Cái này thôi. 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 Chẳng qua là cầm cứ cầm lại cười 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 này, các bác hát rất là hay. Các chị dâu hát tuyệt vời luôn. Bây giờ đến tiết mục kim khẩu. Nó mỏ. Không thì lên đây về ngồi đây đi. Lên đây, mình ngồi với ước. Trong ngồi cùng các bác được mà. Người cùng chị hàng được. Hoặc là ngồi với các bác để giao lưu biết các bác. Các bác biết hết rồi, các bác trong nhà biết hết mà. Rộng mà nhờ, mẹt này mẹt to, ngồi được hơn chục người luôn. Nam ơi, vào đây. Đây còn mấy anh ấy. Anh ơi, vào ngồi luôn. Đâu con thầy của bạn đâu? À, bố nuôi của bạn đâu? Để tớ gọi điện thoại, bố bạn ở đâu? Ông vừa ấy rửa mặt à? Hôm nay thời các tiết chị em ngồi qua đây một phần đi, bên kia đông quá rồi. Thời tiết mấy hôm nay nó nắng nóng như mùa hè ấy. Hai quạt dí vào người vẫn toát hết mồ hôi. Ông vừa ở nhà tắm lên nó toát mồ hôi rồi mà. Nóng. Hôm nay là kiểu gì trời cũng được. Chỉ cần rất vào nước thôi là đã mồ hôi rồi. Đấy em mới bảo là hôm nay tắm như không. Đúng rồi. Vừa từ nhà tắm lên vừa mặc áo lên nhà toát hết mồ hôi. Bố ơi, ở trước khi ăn cũng nên nói vài câu. Thế là hiện hôm nay mời chú tên là chú Hòa, là bác sĩ thôi. Đấy. Mà được nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, nghỉ hưu từ năm 2010. Thế bây giờ thì đã là nghỉ hưu được hơn 10 năm rồi. Nhưng mà vẫn cứ cái nghề đam mê thì cũng cầm đàn đi hát, nhưng mà chưa bao giờ lên sân khấu, hôm nọ mới lên một lần. Đây cũng một lần thôi. Đây là nhân viên của bệnh viện phục hồi chức năng, nhân viên là chủ trưởng ở đấy. Đây là con gái của ông chủ nhà. Tôi nói với cả lớp là nghe rồi, các cái bài hát đấy là thay cho cái lời kết, cái bản báo cáo kết quả học, là nghe các cái bài hát này rồi. Thế như vậy là mới một thời gian rất ngắn mà ha ha tập hợp về đây, tụ hội về đây để học hát bản tính. Bây giờ đây là xu thế mới. Ở dưới cái đăng ký xuất hiện không kịp. Tới này là sau khi kết thúc lớp này là đến Việt Lâm. Đến Việt Lâm là Việt Lâm. Mà năng lực công năng của đây là công chức của ủy ban phải ra tay. Để cháu có đội lên đây đấy nhá. À không, sẽ cho người đi làm thuê ở đây nhá. Đấy, yên tâm. Thế thì học cái này ấy, thì nó đây là cái cơ bản. Xuân Hữu hiện nay là đang có uy tín của tỉnh Hà Giang. Tức là đi không phải bố khắc khen con, mẹ nhà mẹ hát con thế này. Nhưng mà học thế nào, dạy thế nào.
Nếu con chọn như thế, ông Thăng cao bồ ấy, ông đi dạy rất nhiều, nhưng mà dạy xong cái thì nhiều người không để lại một cái gì cả. Không nhớ mà không đánh được. Thế thì Hữu dạy nhiều lớp, bây giờ dạy nhiều người tháng 7 này là đi dạy ở thôn Liếm. Và cháu nhỏ thì có học lớp 2 nhưng lớp này là mới được 1 tháng rồi đấy. Đấy, 1 tháng mà đánh được như thế này, tức là thứ nhất là mình cố gắng nhiều, cái thứ hai là truyền dạy là rất là tốt. Thế mọi người đã có được cái cơ bản rồi là về lại luyện tập thêm. Và hôm nay thì cũng thay mặt cho cá nhân thôi, chúc cho cả lớp mình lời chúc sức khỏe và tiếp tục là học tốt, ôn bài thật tốt vào. Nhưng mà đàn kịch kia dừng ở đây, còn có những cái lớp nâng cao về sau nữa. Ai có nhu cầu thì lại tiếp tục là đăng ký để nâng cao về sau. Để trong nữa là có khi hát tặng một bài hay là thấy một bài đàn. Thế là xin nhường lời ở đây. Chúc cho chủ quán tiếp tục phát đạt. Nhớ chơi chúc cho chú Quân càng ngày càng trẻ ra. Đúng đâu rồi đâu. Chị ngồi đến. Đây, đứng đây. Thì cháu cũng sẽ có vài ý kiến với lại bà với lại ông bà cũng là cháu gặp nhau là cũng là chị em phải là có duyên đấy, đại để là cũng phải có duyên thì mới gặp được nhau. Cháu thì bản chất là người dân tộc Mông nhưng mà cháu lại rất là thích cái hát then hát cọn. Từ đầu là mình yêu thích nên là mình có một cái là thôi thúc là mình làm cái gì đấy để nó vừa có ích cho bà con lại vừa có một cái gì đó phong phú thêm cho cái hoạt động của quán. Thế nên là hôm nay thì mới chỉ gọi là tạm thời kết thúc thôi, bởi vì là thầy cũng có nhiều cái công việc sắp xếp sau cái công việc ở đây rồi, muốn là thầy dạy liên tục luôn thêm nữa, nhưng mà thầy cũng đã sắp xếp ở chương trình ở nơi khác rồi, nhận lời rồi, thì bọn cháu cũng là tại vì là cái thời gian hết cơ hội nên là thôi thì để thêm tầm 1-2 tháng nữa vẫn tiếp tục mời thầy lên để dạy nâng cao, nếu như mà các học trò vẫn còn yêu và vẫn còn đam mê thì là cháu sẽ tiếp tục là mời thầy lên để dạy tiếp cho các bà các cô các chị trong cái đội nghệ nhân của quán là một này, với lại sẽ tuyển thêm, và cháu muốn là tới đây cháu tuyển thêm một cái lớp học cho học sinh cái cỡ tuổi là tầm 10 tuổi đổ lên, cấp 2 đấy, vâng, đội học cấp 2 đấy, các cháu học cấp 2 ấy, để các cháu học để kế cận. Đấy là cái mong muốn của cháu, nhưng cũng còn phải chờ cho những sắp xếp thời gian nữa. Và đấy thì thôi, hôm nay là bữa cơm của cả lớp, đây là hôm nay các học viên làm lên để mời thầy và chia tay thầy, mời các bạn các bạn bè của thầy nữa. Thì xin thay mặt cho các học viên trong nhóm và mời các chú các anh các ông các bà là cùng nâng ly để mời đi tất cả cấp tỉnh tắt điện thoại nhá. Cháu qua mời chú nhá. Mời bạn nhá. Cảm ơn nhá. Thôi cảm ơn bạn nhá. Chúc bạn thành công hơn nữa trong sự nghiệp đàn tính của mình. Đây bạn nhá. Thôi mời chị Hà chủ quán nhá. Mời các bác nhá. Tôi chắc là rất cũng xin tạm dừng video tại đây nhá, để ăn cơm cùng các cô các bác. Khi nào tăng bốc thuộc rồi. Xin chào và hẹn các bạn. Các bác đến video tiếp theo. Tăng bốc còn chưa tăng bốc mới đẩy lắm nhưng mà tăng bốc. Hôm nay là ngày bế mạc mà được xem tất cả học viên của Sơn Hữu mà đây biểu diễn, tức là thay cho lời báo cáo kết quả học tập thì rất là vui. Đấy, thế hứng khởi lên thì cũng xin được đáp từ. Trước hết là chú Huân, vâng, chủ nhà, hứng là chị của Ha Ha thì dự ở bữa cơm này. Đấy, xin được đánh một đoạn, độc tấu một đoạn then tàng nặng. Thế cũng mong mọi người lắng nghe. Thế thì lớp mình sẽ tiến tới là học y tế. Em mời chào mấy mày đi. Thank you.
tặng hoa đã ông mới hát được. Thiếu hoa